Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của âm thanh Tín Nghĩa. Thì hôm nay em xin phép làm một cái video để so sánh hai đầu dây mã DC-QLR và DC-6102 đấy, để giúp cho mọi người có cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Vì thời gian vừa qua em thấy có rất là nhiều bác ấy, phân vân không biết lựa chọn là DC-6102 hay là Suka DC-QLR đấy. Thế thì hôm nay em sẽ làm một cái video để so sánh nhé. Thì trước hết chúng ta hãy xét về ngoại hình của hai đầu dây mã này. Đấy. Đây là chiếc DC-QLR. Và đây là chiếc DC-X6MK2. Đấy. Thì em để gần sản phẩm này. Đấy. Thì rõ ràng X6MK2 về cái thiết kế là to hơn Suka QLR. DAC X6MK2 là thiết kế vỏ nhôm phay xước. Đấy. DAC QLR là thiết kế vỏ nhôm sần nguyên khối. À, mặt trước của chúng ta này thì X6MK2 có nút bật tắt nguồn này, và các nút chuyển chế độ đầu vào như là USB, cổng quang, cổng coaxial đấy, Bluetooth. Và bên này chúng ta DC-QLR cũng đều có nhé. Đấy, có nút tắt nguồn này cũng là nút chuyển các chế độ đầu vào đấy. Nhưng DC-QLR ấy, mặt trước của chúng ta có cái cổng headphone này 3.5 này. Đấy, và một cổng đầu vào analog. Đấy, nhưng mà ở X6MK2 chỉ có cổng headphone, nhưng mà cổng headphone này là cổng 6 ly. Đấy, chúng ta phải có jack có chuyển đổi 6 ly ra 3.5. Đấy. DC-QLR thì sử dụng cái chiết áp này là không phải là chiết áp mà vô cực như là bên X6MK2 nhé. X6MK2 là sử dụng volume vô cực. Đấy, chúng ta có xoáy thoải mái, không sao cả. Đấy. Trước mặt trước của DAC-QLR thì không có cái thông số hiển thị về tần số lấy mẫu, nhưng mà bên X6MK2 có cái tần số lấy mẫu hiện thể hiện ở trên cái mặt trước này. Đây, khi chúng ta cho nguồn nhạc chúng ta vào ấy, thì nó sẽ thể hiện ở trên đây là nguồn nhạc của chúng ta đạt được là 44kHz hay là 192 hay là 176. Đấy. Về mặt sau này. Về mặt sau thì cả hai đầu dây mã này đều có các cổng đầu vào Bluetooth, USB, cổng đồng trục coaxial, đầu ra RCA và cổng nguồn 12V. Đấy, bên X6MK2 cũng thế này. Nhưng mà bên DC-QLR này sử dụng là cổng USB chuẩn A, bên đây là cổng USB chuẩn B. Đấy. Nhưng mà nó cũng không là quan trọng, đại loại nó cũng như nhau thôi. Đấy. Về thiết kế bên ngoài nhé, thì bây giờ thì em sẽ đi sâu vào bên trong này, đi sâu vào một chút về chip. Cả hai đầu giải mã này đều là giải mã 24 bit. Đấy. 192kHz. Đấy. Cả DC-QLR và X6MK2. Và cả hai đều sử dụng Bluetooth 5.0 và chip sử dụng là chip Qualcomm. Đấy. Chip khuếch đại của X6MK2 đang sử dụng là NM4562, còn DC-QLR đang sử dụng là OVA2134. Đều là thương hiệu Texas Instruments đến từ Hoa Kỳ. Đấy. Chip và USB của cả hai đều đang sử dụng là CM6642 nhé. Đấy. Còn chip giải mã chính của X6MK2 chính là chip ESS9018 thương hiệu Technology. Đấy. Của Hoa Kỳ. Và chip của QLR đang sử dụng là CS4398. Chip này là thương hiệu Cirrus Norris cũng của Hoa Kỳ. Đấy.
Nói chung là cả hai thì đều sử dụng các chip rất là cao cấp đấy, nó cũng sàn sàn như nhau thôi. Về đánh giá chất âm này thì khi mà em test cái FX Audio X6 Mark II thì em cảm nhận là cái nó hơi nhấn chát một chút nhé, nhưng mà giải bass của nó vẫn là cực kỳ tròn trịa này, nghe vẫn rất là hay. Đấy. Từ em test từ các cổng USB, Bluetooth hay là cổng quang, đấy thì đều cho ra một chất âm mà có cái giải chét nó hơi nhấn một chút. Đấy. Nhưng mà bass thì vẫn đánh vẫn là hay. Đấy. Còn khi mà em test sang cái DC Suka Q5 vừa rồi thì thực sự là ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên ấy, thì em đã cảm nhận được cái giải bass của nó đấy, rất là chắc và rất là dày. Đấy. Giọng một ca sĩ nghe rất là ấm, rất là khỏe khoắn, rất là dày đấy. Đấy, chúng ta cảm nhận được luôn khi mà chúng ta test, chúng ta nghe những đoạn đầu tiên khi qua cái đầu giải mã Q5 Pro này. Đấy. Nói tóm lại thì cả hai cái đầu giải mã này, X6 Mark II và DC Q5 Pro đều mang lại cho người nghe những cái trải nghiệm tốt nhất, đấy, tuyệt vời nhất. Theo em ấy thì bác nào mà nghe nhạc thiên về bass một chút thì lựa chọn DC Q5 Pro, còn không thì lựa chọn X6 Mark II, hoặc là bác nào từ trước đến nay đã sử dụng quen cái dòng giải mã của FX Coro thì chúng ta chọn FX Coro, còn ai là fan của Suka thì chúng ta chọn Suka Q5 Pro. Đấy, giá của hai sản phẩm này thì cái X6 Mark II bên em đang bán là 1.700.000. Đấy, và khi mọi người mua cái X6 Mark II bên em thì em sẽ tặng cho mọi người một cái jack 6 ly ra 3.5. Đấy, để chúng ta cắm vào đây. Đấy, và một cái dây quang rất là xịn sò này. Đấy, dây quang này em đang bán là 135.000 nhé. Đấy, em sẽ tặng mọi người cái dây quang này. Đấy, dây quang này dù rất chắc chắn, rất xịn. Và khi mọi người mua Suka Q5 Pro thì bên em đang bán là 1.900.000 nhé. Bên em cũng là tặng cho mọi người cái dây quang này. Đấy. Và miễn phí vận chuyển cho mọi người nhé, miễn phí toàn quốc nhé, miễn phí vận chuyển toàn quốc ạ. Hai sản phẩm này bên em bán ra đều có bảo hành cho các bác nhé, bảo hành được 12 tháng và lỗi 1/1 trong vòng 3 tháng đầu tiên. Đấy, khi mà các bác sử dụng có vấn đề gì thì bên em sẽ chịu trách nhiệm đổi mới. Đấy. Còn sau hết cái trong vòng 3 tháng thì có trục trặc gì thì bên em sẽ bảo hành nhé. Và mọi cái chi phí bảo hành thì từ cái công đoạn mà các bác gửi về đây rồi các bác nhận được ấy thì bọn em đều chịu chi phí hết nhé. Đấy, trong cái thời gian bảo hành. Bên em cam kết để bán hàng chính hãng. Đấy, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé, không có hàng loại 1, loại 2. Đấy, chỉ có hàng chính hãng thôi. Đấy, còn ai mà phát hiện cho bên em bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ấy thì bên em cam kết là đền cho các bác gấp 10 lần tiền. Đấy, em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.